đã cầm súng tự chế còn không đội mũ bảo hiểm. Hành vi tiềm ẩn nguy cơ phạm tội của hai đối tượng nam giới bị phát giác do việc không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Khoảng 19 giờ 10 phút ngày 31, tại khu vực ngã ba trước cổng khu du lịch Đồi Rồng thuộc phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác học phí 22 công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng phát hiện hai thanh niên đi trên xe mô tô Everest không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu các đối tượng xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Hai đối tượng gồm Bùi Văn Thắng, sinh năm 1993, đăng ký thường trú tại quận Hồng Bàng, và Bùi Đức Hòa, sinh năm 1992, trú tại quận Lê Chân. Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện Bùi Văn Thắng cất giấu một khẩu súng tự chế, dạng súng côn quay, hộp tiếp đạn của súng có lắp sẵn 4 viên đạn. Tổ công tác bàn giao khẩu súng, các đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đồ Sơn để tiếp tục điều tra, làm rõ.